Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã đi thăm tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ và trao nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Vùng Cao Mù Căng Chải. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đến thăm gia đình vợ liệt sĩ Hoàng Thị Điền ở tổ 3 thị trấn Mù Căng Chải, bà Vàng Thị Pàng, vợ liệt sĩ ở xã Khao Mang, thương binh Cứ A Nhà ở xã Lao Chải. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các hộ gia đình. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, động viên con cháu tích cực học tập công tác, phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cũng nhân dịp này, Đại tá Trần Công Ứng và đoàn công tác đã đến thăm, trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Giàng A Tùng, là người có công ở bản Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải.